để chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mạnh Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng Mạnh Tài Lộc trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hy vọng anh chị và các bạn vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Mạnh Tài Lộc trong những thời gian sắp tới. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Mạnh Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày mùng 4 tháng 9 năm 2024. Vậy thì đón vận trình ngày mới, đường công danh sự nghiệp, sức khỏe tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được những điều may mắn và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc cụ thể của từng con giáp sẽ biến động ra sao? Và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một ngày mới tốt lành, hành thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì trước khi vào tìm hiểu nội dung chính, nếu quý anh chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với Mệnh Tài Lộc hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó nhấn tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ các video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và ngay bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chính của ngày hôm nay. Về thông tin tử vi ngày mùng 4 tháng 9 năm 2024, thứ tư dương lịch, âm lịch là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2024, là ngày Tân Mùi, tháng Quý Dậu, năm Giáp Thìn, tiết khí sử thử, hôm nay là ngày Kim Đường Hoàng Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Tuổi hợp dung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Mão và tuổi Hợi, lục hợp với tuổi Ngọ, hình với tuổi Sửu và tuổi Tuất, hại với tuổi Tý và xung với tuổi Sửu. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu và Ất Mão. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Đinh Mão, Tân Mão và Đinh Dậu. Về ngũ hành niên mệnh, lộ bằng thổ, hôm nay là ngày Tân Mùi, tức chi sinh can, đây là ngày tốt. Nạp âm, lộ bằng thổ, kỵ tuổi Ất Sửu và tuổi Đinh Sửu. Ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt người tuổi Đinh Mùi, tuổi Quý Hợi, thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hại thành mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Tam sát kỵ mệnh tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Thìn. Sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Mẫu Thương, Kim Đường và sao Ngọc Đường. Sao xấu gồm có sao Nguyệt Sát, Nguyệt Hư, Huyết Chi, Thiên Tặc và sao Ngũ Hư. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày mùng 4 tháng 9, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, giao dịch và nạp tài. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như mở kho và xuất hàng. Về hướng xuất hành, đi theo hướng Tây Nam để đón hỷ thần và tài thần. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày mùng 4 tháng 9 năm 2024. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày thứ tư, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2024 ở ngay nội dung dưới đây. Đầu tiên, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày thứ tư, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2024. Luận giải tử vi phương Đông cho thấy, đón chào ngày mới, tuổi Tý đối mặt với cục diện tương hại, nên công việc trong ngày hôm nay không được như mong muốn, khiến cho bạn suy nghĩ chăn trở khá nhiều về cùng một sự việc mà đôi khi lại không tìm thấy lối thoát. Đây cũng là lý do khiến cho công việc của tuổi Tý bị ảnh hưởng khá nhiều. Bạn cũng nên loại bỏ bớt những suy nghĩ tiêu cực và hãy hướng tâm trí về những điều tốt đẹp trong tương lai để tập trung hoàn thành tốt công việc của mình. Ngoài ra, tuổi Tý cũng vốn là những người tài giỏi, là những người rất chịu khó. Song đôi khi, bạn thường hay sống trong thế giới của riêng mình, không muốn mở lòng hoặc cũng không chủ động tiếp xúc với người khác. Bạn cũng nên nhớ rằng mối quan hệ ngày càng trở nên cần thiết, đặc biệt là ở thời buổi hiện tại. Vì vậy, hãy cố gắng cởi mở hơn để gia tăng các mối quan hệ cho bản thân mình. Bên cạnh đó, ngày thủy thổ xung khắc
tuổi Tý có thể gặp một vài chuyện không được như mong muốn trong chuyện tình cảm của mình. Có thể những hành động vô tình của bạn thì đã khiến cho người khác hiểu lầm và đôi bên có thể xích mích to tiếng với nhau, khiến cho mối quan hệ lại trở nên căng thẳng. Về tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim, bạn hãy cố gắng cởi mở hơn nữa để gia tăng các mối quan hệ, chứ không nên thu mình lại. Về tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, kẻ tiểu nhân luôn gây khó khăn và luôn tìm cách ngáng trở con đường tiến thân của bạn. Về tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, nếu như cố tình lẩn tránh những rắc rối, bạn sẽ không bao giờ đạt được những thành công như mong đợi. Về tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, có quá nhiều việc cần phải suy nghĩ nên không mấy mặn mà, không mấy quan tâm tới chuyện tình cảm. Về tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, bạn nên loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực để hướng về những điều tốt đẹp trong tương lai. Về sự nghiệp của người tuổi Tý ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý là người tuổi Hợi và người tuổi Thìn. Con số may mắn là số 5 và số 4 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu xanh. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 4 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 4 tháng 9 cho thấy vận khí hình xung ngáng trở thì người tuổi Sửu đón chào ngày mới rất dễ bị lay động trước sự tác động tiêu cực của thời cuộc. Bạn cần phải tỉnh táo hơn trong các quyết định. Dù hiện tại là khoảng thời gian có khá nhiều thử thách và khó khăn trong vận trình sự nghiệp, nhưng nếu như bạn tự làm chủ được chính mình thì mọi sự rồi sẽ tốt đẹp. Tuổi Sửu cũng đừng xem thường những gì mà bạn đã học hỏi được trong cuộc sống thường ngày. Những kiến thức bạn có được chắc chắn sẽ giúp ích bạn rất nhiều trong cuộc sống cũng như trong các hoạt động làm việc. Bạn hãy cố gắng suy nghĩ về sự nghiệp của mình theo một cách khác đi và bạn sẽ tạo ra được những sự đột phá cho sự nghiệp. Và bạn hãy luôn tin rằng sự cố gắng của bạn chắc chắn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, trong ngày hai hành thổ tương vượng, báo hiệu tình hình sức khỏe của tuổi Tý thì không được tốt cho lắm. Bạn cũng nên để ý tới thân thể của mình nhiều hơn. Tốt nhất, bạn nên hạn chế ăn ngoài hàng quán vì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hãy giảm bớt những đồ cay nóng, những đồ chứa nhiều dầu mỡ, nên ăn thanh đạm, sinh hoạt điều độ và rèn luyện thể dục nhiều hơn. Về tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim, những kiến thức có được sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc và cho các hoạt động đời sống. Về tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy, bạn hãy cố gắng suy nghĩ nhiều hơn về sự nghiệp theo cách mới để tạo ra sự đột phá cho sự nghiệp. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, vận trình tình duyên đang vượng sắc, các cặp vợ chồng thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau. Về tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, việc hợp tác không thuận lợi khiến cho công việc không hoàn thành đúng dự định. Về tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, sự nghiệp đang có chút không được tốt, bạn cần đề phòng tai họa rình rập có thể xảy ra. Về sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Sửu là người tuổi Hợi và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 9 và số 4 và màu sắc cát tường là màu cà phê và màu vàng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 4 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 4 tháng 9 cho thấy hôm nay có chính tài ghé thăm nên công việc của tuổi Dần
đang có nhiều dấu hiệu phát triển rất tích cực. Đường công danh sự nghiệp thì thuận buồm xuôi gió. Người làm công việc liên quan đến sáng tạo rất có lợi, bởi các ý tưởng của bạn đều được đồng nghiệp, đều được cấp trên đánh giá cao, tạo cơ hội giúp bạn thể hiện năng lực của mình tốt hơn. Bên cạnh đó, một vài trở ngại thì vẫn có thể xuất hiện trong công việc và có thể gây đôi chút căng thẳng cho người tuổi Dần. Tuy nhiên, với bản lĩnh cộng với kinh nghiệm của mình thì bạn hoàn toàn có thể xử lý chúng một cách rất nhanh chóng và gọn gàng. Chút rắc rối này sẽ không thể làm khó người tuổi Dần nếu bạn đủ tự tin vào bản thân. Tuy nhiên, trong ngày ngũ hành xung khắc thì cho thấy tuổi Dần hôm nay rất dễ gặp phải đào hoa dữ. Đón chào ngày mới, bạn hãy luôn chú ý và cần giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận với mình. Tránh không để bản thân sa ngã vì một phút thiếu tự chủ mà lại mất đi hạnh phúc vốn lẽ đang tốt đẹp. Về tử vi tuổi Giáp Dần mệnh Thủy, sự nghiệp đang phát triển khá tốt, không gặp phải trở ngại, khó khăn, mọi thứ đang thuận lợi. Về tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, bạn nên thường xuyên nói những lời ngọt ngào với nửa kia của mình để tình cảm ngày càng mặn nồng thắm thiết. Về tử vi tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, bạn cần phát huy thế mạnh của bản thân nhiều hơn, mạnh dạn đi theo con đường mình đã chọn. Về tử vi tuổi Canh Dần mệnh Mộc, có thể xử lý rắc rối phát sinh nhanh chóng và gọn gàng nếu bạn đủ tự tin vào bản thân. Về tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, có những mối làm ăn lớn giúp bạn kiếm được thêm tiền bạc. Về sự nghiệp của người tuổi Dần ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay là từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần là người tuổi Mão và người tuổi Hợi. Con số may mắn là số 4 và số 7 và màu sắc cát tường là màu xanh và màu vàng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 4 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy ngày có tam hợp xuất hiện thì báo hiệu vận trình của người tuổi Mão đang có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, các kế hoạch mà bạn đang nhắm đến cũng tiến hành vô cùng suôn sẻ. Tuổi Mão sẽ được trao thêm nhiều trọng trách. Sắp tới sẽ có thể là khoảng thời gian có nhiều bận rộn hơn. Vì vậy, bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận. Cũng trong ngày này, thực thần sẽ xuất hiện và vừa lúc kịp thời mang theo những nguồn lợi nhuận tốt cho người tuổi Mão để giúp bạn có thể trang trải những khó khăn ở cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, khi mà có tiền bạc về tay thì người tuổi Mão cũng cần phải ghi nhớ sự cẩn trọng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Một quyết định đúng đắn ở một thời điểm thích hợp sẽ mang lại cho bạn những nguồn lợi ích đáng kể. Hôm nay ngày có tam hợp dẫn lối thì cho thấy đào hoa cũng đang khá vượng. Chuyện vui thì sắp tìm đến. Đôi lứa mới yêu nhau thì có thể thắm thiết tình cảm mặn nồng. Ai đang còn độc thân cũng nên mở lòng để đón nhận tình cảm mà người khác đang dành cho mình. Đó cũng là để cho bạn có được những cơ hội để yêu thương và được yêu. Về tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy, những quyết định đúng đắn ở một thời điểm thích hợp sẽ mang lại cho bạn những nguồn lợi ích mới. Về tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, tài chính đang ổn định, tiền bạc kiếm về khiến bạn cũng quên đi những muộn phiền trong cuộc sống. Về tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, bạn hãy lên kế hoạch quản lý tài chính cho hợp lý để có thể duy trì mức sống bình ổn. Về tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc, vận trình tài lộc đang khá tốt, hãy tận dụng cơ hội mà quý nhân mang đến để giúp bạn gia tăng thu nhập. Về tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, có nhiều vấn đề đang tồn tại trong mối quan hệ đôi lứa, nhưng cả hai đều lờ đi không chịu cùng nhau giải quyết. Về sự nghiệp của người tuổi Mão ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mão là người tuổi Hợi và người tuổi Mùi. Con số may mắn là số 7 và số 4 và màu sắc cát tường
là màu vàng và màu tím. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 4 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi 12 con giáp ngày 4 tháng 9 cho thấy có cục diện tương phá xuất hiện thì người tuổi Thìn sẽ có điểm báo xấu trong vận trình công danh sự nghiệp của mình. Nếu làm trong các lĩnh vực kinh doanh, bạn cần phải nhìn nhận rõ tình hình trước khi bạn đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan tới tiền bạc. Hãy chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra để tránh không rơi vào tình trạng thất thoát tài sản. Ngoài ra, ngày này người tuổi Thìn cũng cần chuẩn bị tinh thần đối diện với những mâu thuẫn, những xung đột với đồng nghiệp hoặc với bạn bè. Bạn hãy giữ quan điểm đúng đắn của mình, chớ vội tin theo lời rủ rê lôi kéo của bất kỳ người nào khác. Nếu là người giữ vị thế cao mà bạn lại phải nhận sự chỉ trích từ mọi người, thì đây chính là lúc bạn cần phải xem xét lại các quyết định và cả cách thức làm việc của mình. Hôm nay, trong ngày thổ khí đang vượng, ngày này thì có thể ảnh hưởng không hề nhỏ đến sức khỏe của tuổi Thìn, đặc biệt là ngày không tốt cho những ai có tiền sử về các bệnh như tim mạch hay huyết áp. Ngoài ra, bạn cũng nên ưu tiên ăn nhiều thức ăn mát, hãy chọn những địa điểm, những nơi thoáng mát để thư giãn, để luyện tập thể thao, tăng cường sức đề kháng. Về tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, hãy chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra để tránh rơi vào tình trạng bị động. Về tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ, hôm nay là một ngày không thực sự tốt, bạn không nên dành quá nhiều thời gian để làm việc khiến cho cơ thể bị suy kiệt. Về tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, dù gặp phải khó khăn thì bạn cũng cần phải điềm tĩnh, chớ nên hấp tấp hay vội vàng mà lại làm hại chính mình. Về tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, đã đến lúc cần phải nhìn nhận lại các vấn đề trong quá khứ, học cách giải quyết sao cho ổn thỏa hơn. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, bạn cần chuẩn bị tinh thần đối diện với mâu thuẫn, với xung đột. Về sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay là từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn là người tuổi Mùi và người tuổi Tuất. Con số may mắn là số 1 và số 0 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu trắng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 4 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy vận trình tài lộc của tuổi Tỵ hôm nay đang có điểm báo tăng tiến không ngừng dưới sự nâng đỡ của chính ấn. Tuổi Tỵ sống phóng khoáng, lạc quan nên cũng được nhiều người yêu mến và giúp đỡ, tiền bạc cũng dư dôi, chẳng phải lo nghĩ quá nhiều. Tiền tiêu hết rồi lại có nên người tuổi Tỵ không mấy khi rơi vào tình cảnh túng thiếu. Thế nhưng bạn cũng đừng vì thế mà lại hoang phí, tiêu tiền không biết tiết tài. Ngoài ra, vận trình ngày mới của tuổi Tỵ cũng đem lại những cơ hội thăng quan tiến chức. Chắc hẳn những người làm lãnh đạo đã nhìn thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn trong suốt quãng thời gian vừa qua và có thể sẽ dành tặng cho bạn những phần thưởng hoàn toàn xứng đáng. Khi mà đã nhận được sự tin tưởng và sự đánh giá cao của mọi người, bạn hãy tự tin và hãy tiếp tục phát huy những điểm mạnh của mình để có cơ hội tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, luận giải tử vi cho thấy trong ngày ngũ hành tiêu hao nên vận trình tình duyên của mệnh chủ không được tốt cho lắm. Bạn chưa thực sự quan tâm đến mối quan hệ hiện tại. Nếu bạn thực sự muốn có một mối quan hệ lâu dài, bạn đừng để cho nó tự sinh tự diệt. Về tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, hãy tự tin và hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân để ngày càng tiến xa hơn trong tương lai. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, tài chính đang dư giả là nguồn động lực to lớn để khích lệ bạn. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, hãy nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan nhất,
hãy nhanh chóng nắm lấy cơ hội phù hợp với mình. Về tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh Kim, tình cảm đang có dấu hiệu bị nhạt nhòa, hãy chia sẻ để đôi bên thông cảm được cho nhau. Về tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh Thủy, bạn hãy tận dụng tối đa cơ hội trước mắt để học hỏi, để tiếp thu những điều bổ ích hơn. Về sự nghiệp của người tuổi Tỵ ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay là từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tỵ là người tuổi Mão và người tuổi Dậu. Con số may mắn là số 6 và số 4. Và màu sắc cát tường là màu vàng và màu trắng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 4 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2024. Luật giải tử vi phương Đông cho thấy trong ngày có lục hợp nâng đỡ, ngày này vận trình của tuổi Ngọ đang có điểm báo dễ phát tài phát lộc. Nhờ thế mà mệnh chủ có thể thu về tiền bạc không ngớt. Đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ vô cùng thuận lợi. Khách hàng tới tấp tìm đến, lợi nhuận tăng lên đáng kể, khiến cho đường tài lộc càng rộng mở hơn. Bên cạnh đó, đường tài lộc của tuổi Ngọ hôm nay cũng đang cực kỳ vượng phát. Nhờ có thiên tài phù trợ mà bạn cũng dễ dàng gặt hái được những khoản tiền khả quan. Đó có thể là các khoản tiền do công việc phụ mang lại, hoặc đơn giản là bạn may mắn được thực tần ghé thăm. Tuy nhiên, đường tình duyên của tuổi Ngọ trong ngày mới thì lại đang có phần kém sắc vì đang trong ngày ngũ hành sinh xuất. Bạn phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đối phương lại là bạn bè thân thiết với mình. Chính vì vậy, bạn cũng nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình là người hiểu biết hơn người, bởi điều đó chỉ gây cho người khác những cảm giác khó chịu mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim, đường tài lộc trong ngày mới đang vượng phát, dễ gặt hái được những khoản tiền không hề nhỏ. Về tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy, người theo nghiệp buôn bán kinh doanh vô cùng thuận lợi, khách hàng tới tấp, lợi nhuận tăng lên. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, công việc thuận lợi, những kế hoạch bạn đang nhắm đến cũng có được những tiến triển tốt đẹp. Về tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, hãy hăng hái tham gia những nhiệm vụ được giao, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc, đường tình duyên kém sắc, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi. Về sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Ngọ là người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Con số may mắn là số 4 và số 2 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu nâu. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 4 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy thiên ấn xuất hiện thì báo hiệu tình hình tài chính của tuổi Mùi trong ngày mới cũng đang được cải thiện. Có người mang đến cho bạn những tin vui bất ngờ về tiền bạc. Tuổi Mùi theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ gặp may mắn hơn. Trong khi đó, nguồn thu cũng chủ yếu đến từ công việc tay trái có phần nhỉnh hơn so với công việc chính. Hơn nữa, tuổi Mùi cũng là người nhạy bén với tài cuộc, nhìn thấy những cơ hội phát tài giữa những trở ngại và thử thách để dễ dàng vượt qua. Hôm nay, vận trình tài lộc của tuổi Mùi cũng đang phát triển khá tốt khi mà ngày đang có thiên ấn không ngừng gợi ý cho bạn để bạn đưa ra những ý tưởng độc đáo, sáng tạo trong công việc, giúp cả tập thể gặt hái được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Qua đó, cấp trên cũng đánh giá cao tinh thần làm việc luôn có trách nhiệm và không biết mệt mỏi của tuổi Mùi. Tuy nhiên, phương diện sức khỏe thì ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Ngày thổ khí đang vượng, bạn cảm thấy ăn không ngon miệng, mệt mỏi trong người, không yên và có một số vấn đề liên quan tới dạ dày khiến bạn cảm thấy khá khó chịu.
tuổi Mùi cũng nên chú ý nghỉ ngơi, điều độ, cân bằng giữa làm việc sao cho hợp lý. Bên cạnh đó cũng nên rèn luyện giữ gìn sức khỏe bản thân bằng cách lựa chọn một bộ môn thể thao nào đó phù hợp với thể trạng của mình và duy trì. Về tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, cấp trên cũng nhìn nhận và đánh giá cao về tinh thần làm việc của bạn. Về tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, tình cảm đang tốt lành, bạn tìm thấy được nửa kia lý tưởng cho mình giữa biển người mênh mông. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, có quý nhân mang đến tin vui về tiền bạc, thúc đẩy lợi ích, chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi. Về tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, rất nhạy bén với thời cuộc, nhìn thấy cơ hội phát tài dưới những trở ngại để dễ dàng vượt qua. Về tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, hãy chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân, không nên bỏ bữa, tốt nhất hãy điều chỉnh nhịp độ sinh hoạt sao cho khoa học hơn. Về sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mùi là người tuổi Ngọ và người tuổi Mão. Con số may mắn là số 6 và số 4 và màu sắc cát tường là màu xanh và màu hồng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 4 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy trong ngày có hung tinh kiếp tài ngáng trở, báo hiệu người tuổi Thân phải đối mặt với nguy cơ phá tài đang đến rất gần. Những chú khỉ cần phải kiểm soát thói quen mua sắm, thói quen chi tiêu của mình. Với những người làm kinh doanh, đây là thời điểm bạn cần phải suy tính cho cẩn thận, giữ cho bản thân cái đầu lạnh, chớ nên đầu tư bốc đồng vào những dự án có tính rủi ro cao vì nguy cơ mất tiền đang rất lớn. Đặc biệt, những người đang làm việc liên quan tới giấy tờ thì ngày này cũng cần phải hết sức thận trọng. Hung vận trong ngày thì có thể khiến bạn rất dễ mắc phải sai lầm với những con số và với sổ sách khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì vậy mà mệnh chủ tuổi Thân cũng cần phải chậm mà chắc thì sẽ tốt hơn để tránh sai sót. Đây là thời điểm tốt để bạn học hỏi thêm những kiến thức, cải thiện thêm những kỹ năng, bởi chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống trong tương lai. Bù lại thì ngày thổ sinh kim, báo hiệu người tuổi Thân được đón nhận những tin vui ở chuyện tình cảm. Đào hoa khởi vượng, người độc thân có nhiều nhân duyên khá bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của mình. Bạn có thể choáng váng khi mà đứng trước rất nhiều lời tỏ tình. Đây cũng là thời điểm rất tốt để các cặp đôi hâm nóng lại tình cảm giữa hai bên. Về tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, những người làm công việc liên quan tới giấy tờ sổ sách phải hết sức thận trọng, tránh mắc sai lầm. Về tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, cần học hỏi thêm kiến thức, thêm kỹ năng để sẵn sàng cho những thay đổi trong tương lai. Về tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, công việc trong thời điểm hiện tại khá bận rộn, khiến bạn có một số quyết định có phần vội vàng. Về tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, nhận được nhiều sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp. Về tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, nên quan sát kỹ càng và nhạy cảm hơn với các vấn đề trước khi đưa ra thảo luận. Về sự nghiệp của người tuổi Thân ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân là người tuổi Thìn và người tuổi Tý. Con số may mắn là số 0 và số 4 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu bạc. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 4 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi 12 con giáp ngày 4 tháng 9 cho thấy đón chào ngày mới, tuổi Dậu không gặp may mắn trong công việc vì ngày đang có thương quan tọa mạng.
ngày này khiến cho bạn tự quay ra trách bản thân mình kém cỏi, yếu đuối. Lúc này nếu như cảm thấy mình rơi vào những tình huống khó khăn nào đó, thì bạn cũng nên tìm tới bạn bè. Những người mà bạn tin tưởng thì có thể sẽ giúp bạn vượt qua những khoảng thời gian này bằng những lời khuyên giá trị và thấu đáo. Hơn nữa trong công việc, tuổi Dậu cũng đừng để tâm tính kích động khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn có thể thử thảo luận với những người đáng tin cậy hoặc những người giàu kinh nghiệm trước nếu như bạn cảm thấy chưa hoàn toàn chắc chắn. Bù lại thì đường tình duyên của tuổi Dậu ngày hôm nay lại đang khá vượng sắc. Ngày hỏa sinh thổ, tuổi Dậu rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa thì bạn vẫn luôn tâm sự, thảo luận một cách nghiêm túc để cùng với người ấy đưa ra những quyết định thống nhất với nhau. Về tử vi tuổi Ất Dậu mệnh thủy, bạn đừng để tâm tính kích động và nóng vội khiến bản thân mình đưa ra quyết định sai lầm. Về tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, vận đào hoa vượng sắc, người độc thân có cơ hội gặp được những mối nhân duyên ưng ý. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, hãy hết sức cẩn thận và khéo léo trong giao tiếp để có thể chung sống bình yên với tất cả mọi người. Về tử vi tuổi Tân Dậu mệnh mộc, mối quan hệ đang trở nên căng thẳng, trong công việc và cả trong cuộc sống riêng tư đều bị ảnh hưởng. Về tử vi tuổi Quý Dậu mệnh kim, chớ ham mê những thứ phù phiếm xa hoa, làm theo sở thích bản thân mà lại tiêu tốn không ít tiền bạc. Về sự nghiệp của ngày tuổi Dậu ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho ngày tuổi Dậu ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho ngày tuổi Dậu là ngày tuổi Sửu và ngày tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 0 và số 4. Và màu sắc cát tường là màu trắng và màu xám. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày mùng 4 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày thứ tư, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mùng 4 tháng 9 cho thấy đón chào ngày mới có tương hình lâm vận, báo hiệu người tuổi Tuất rất dễ để nảy sinh mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Trong chuyện làm ăn, có khi bạn cần phải giữ chính kiến của mình, nhưng cũng có khi bạn cần nghe theo sự góp ý từ mọi người. Ngày này thì người tuổi Tuất rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm khi mà nhất muốn làm theo ý của mình mà lại bỏ ngoài tai lời khuyên hữu ích từ người khác. Bên cạnh đó, ngày có tiểu nhân xuất hiện sẽ nhằm lúc bạn đang yếu thế mà giáng những đòn hiểm độc khiến bạn gặp không ít những khó khăn và trở ngại. Đây cũng chính là lúc bạn cần phải chứng minh năng lực và bản lĩnh vững vàng của mình để có thể giải quyết những rắc rối. Bạn hãy tự tin vào bản thân, đừng e sợ bất cứ thế lực nào. Bên cạnh đó, sức khỏe của người tuổi Tuất hôm nay cũng đang có dấu hiệu bị giảm sút vì trong ngày thổ khí quá vượng. Sức đề kháng đang yếu hơn ngày thường nên rất dễ mắc các bệnh liên quan tới thời tiết, nhất là những người cao tuổi hoặc trẻ em hoặc những người đang mới ốm dậy. Những lúc như vậy, bạn cũng nên ăn uống nhiều hoa quả hơn, tăng cường rau củ quả, bổ sung vitamin cần thiết để cải thiện sức khỏe hiện tại. Về tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, có thể đưa ra những quyết định sai lầm khi mà nhất muốn làm theo ý của mình, không chịu nghe theo lời khuyên của ai. Về tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, tài lộc đang thất thoát, chính là bài học đáng giá để bạn tỉnh táo và sáng suốt hơn. Về tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, đào hoa nở rộ, người độc thân hãy mở lòng mình, thoải mái đón nhận những mối quan hệ mới. Về tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, đôi chút rắc rối về tiền bạc, giúp bạn nhận ra bản chất của những kẻ mạo danh bạn bè. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, đây chính là lúc bạn cần chứng minh được bản lĩnh vững vàng cũng như năng lực thực sự của mình. Về sự nghiệp của người tuổi Tuất ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay là từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tuất là người tuổi Dần và người tuổi Ngọ. Con số may mắn là số 2 và số 4. Và màu sắc cát tường
là màu nâu và màu cà phê. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày mùng 4 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Và cuối cùng, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày thứ tư, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy, hôm nay ngày có tam hợp lâm vận, báo hiệu vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi có dấu hiệu tăng tiến. Ngày này bạn trở nên quyết đoán hơn, có tầm nhìn xa trông rộng và luôn nỗ lực hết sức mình để sẵn sàng đánh bại bất cứ trở ngại nào. Trong lúc đó, khả năng cao tuổi Hợi sẽ thu hút được sự quan tâm của một vài người hoặc những người có khả năng định hướng giúp bạn mở ra con đường phát triển hoàn toàn mới. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, hôm nay có nhiều điều thuận lợi nhờ có thực thần soi chiếu nên đường tài lộc của tuổi Hợi cũng vượng phát hơn. Và đường tài lộc ổn định thực sự thì có tác dụng rất tốt đối với đời sống hiện tại. Thế nên, thay vì vội vã bắt nhịp với sự thay đổi, sự xáo trộn thì tốt hơn hết tuổi Hợi nên cho mình những cơ hội được tận hưởng sự thoải mái ở thời điểm hiện tại. Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi ngày hôm nay thì lại gặp đôi chút rắc rối vì trong ngày thổ khắc thủy. Bạn khá bốc đồng nên rất dễ gây mâu thuẫn với nửa kia hoặc với những người thân trong gia đình. Có lẽ là do sự khác biệt trong tư duy giữa các thế hệ và đây cũng là điều khó tránh khỏi. Nên bạn cũng nên suy nghĩ thoáng hơn một chút thì bạn sẽ cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Về tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, bạn cần trở nên quyết đoán và nỗ lực hết mình để sẵn sàng đánh bại bất kỳ trở ngại nào. Về tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, sự phát triển đều đặn và ổn định thực sự sẽ có tác dụng rất tốt trong đời sống hiện tại. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, thay vì vội vã để bắt nhịp với những sự thay đổi thì bạn nên chờ cơ hội để học hỏi và nhìn nhận lại mọi việc. Về tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, tài lộc tươi sáng, những ai đang kinh doanh buôn bán thấy có được những dấu hiệu rất khả quan về lợi nhuận. Về tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, có tầm nhìn xa trông rộng, biết cách tiết kiệm thông minh nên đã để dành được một khoản kha khá. Về sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay là từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi là người tuổi Mão và người tuổi Mùi. Con số may mắn là số 4 và số 8 và màu sắc cát tường là màu xanh và màu trắng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày mùng 4 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo.